Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Buổi chiều ngày 29 tháng 7 năm 2023. Buổi chiều nay thì chỉ có băng cassette thôi. Trên 30 cuộn băng cassette. Đầu tiên, địa chỉ tới thôn 1 xã Ea Tru, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn sư phụ. Đây cũng là băng cassette, địa chỉ tới khu phố 3, phường Khắc Khoan, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trân trọng cảm ơn ngài. Đây cũng là băng cassette, địa chỉ tới đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 11, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Buổi chiều ngày hôm nay có hơn 30 băng cassette cụ tổ lên đường. Xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. Xin chào.